Cú tông kinh hoàng này đã gây ra cái chết đau lòng cho một cháu bé 7 tuổi và ba người bị thương rất nặng đang được điều trị. Thông tin từ cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 24 tháng 2 năm 2021 trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua khúc cua tượng đài Đức Mẹ ở thị trấn Đạ Mờ Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Lúc đó, xe ô tô con do tài xế Lê Văn Quân, 40 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh khi đến khúc cua tại tượng đài Đức Mẹ trên đèo Bảo Lộc đã tông thẳng vào lan can bê tông phía trước. Vụ tai nạn khiến 4 người trong gia đình ông Quân ngồi trong xe, gồm ông Quân, vợ và hai người con 14 tuổi và 7 tuổi bị đa chấn thương rất nặng, đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Do bị thương quá nặng nên bé 7 tuổi đã chết trên đường tới bệnh viện. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông trạm Madagui thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Lâm Đồng cùng công an huyện Đạ Hoai đã đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.